vợ siêu mẫu của Mạc Hồng Quân sáng cả một góc sân vận động, nhan sắc khiến ai cũng mê mẩn. Vợ tiền đạo Mạc Hồng Quân xuất hiện nổi bật trên khán đài sân hàng đẩy. Tối ngày 22 tháng 10, câu lạc bộ Bình Định làm khách câu lạc bộ Công an Hà Nội trên sân vận động hàng đẩy đá vòng 1V League 2023-24. Siêu mẫu Kỳ Hân đã xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho chồng là Mạc Hồng Quân đang thi đấu cho đội bóng đất võ. Tuy nhiên ở trận đấu này tiền đạo Mạc Hồng Quân bị cất trên băng ghế dự bị. Chung cuộc câu lạc bộ Bình Định cầm hòa 1-1 trước đội chủ nhà Công an Hà Nội. Về phía Kỳ Hân, sự xuất hiện của nàng VWAG khiến ai cũng phải chú ý vì nhan sắc nổi bật. Kỳ Hân có gương mặt thanh thoát, nụ cười sáng cùng vóc dáng quyến rũ. Sau khi kết hôn với cầu thủ Mạc Hồng Quân vào năm 2016, Kỳ Hân gần như rút khỏi làng giải trí và lui về hậu phương để chăm sóc hai con trai. Trong các trận đấu của chồng ở Hà Nội, cô nàng thường xuyên đến sân theo dõi trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.